Vâng, tôi đang làm mường, xin chào tất cả các bác. Nay lại xin giới thiệu với tất cả các bác chúng ta là về cái cây thuốc có tên là cái cây thiên lý hương đây. Đấy. Ừ. Đây, thiên lý hương đây này, mà chốt tin nữa này. Cây thiên lý hương đây các bác ơi. Đấy, còn có tên là cây đương quy đằng nhé. Đấy, đương quy đằng này. Đó, các bác nhìn rõ nhé, đương quy đằng. Đó, thiên lý hương, đương quy đằng. Đấy, còn có tên nữa là cái đinh lăng dây đây các bác nhá. Đây chính là nó đây, đinh lăng dây đây nhá. Đấy, được chị em đang băm ở tại sân nhà đây. Sân đằng trước thì làm sạch sẽ vơi đang mắc thuốc rồi, hôm nay để băm ở đằng sau về lót bạt như này. Lót bạt này. Để nói về tác dụng trị bệnh của cây thiên lý hương, đương quy đằng, đinh lăng dây này thì nó có rất là nhiều tác dụng các bạn. Đấy. Nhưng mà nổi bật hiện là đã mấy tháng trước ấy, có rất nhiều các bác là hay gọi điện cho tôi để đặt về cái loại này đây. Đấy thì hôm nay có rồi nhá. Tôi xin giới thiệu với tất cả các bác là hôm nay đã có rồi. Đấy. Có cho các bác đây rồi. Nó có tác dụng là điều hòa kinh nguyệt các bác nhé, điều hòa kinh nguyệt này. Nhưng mà cái này mới là cái quan trọng. Đấy, cái vấn đề là tác dụng coi như là những cái bà mẹ chị em ấy không thể đậu thai. Đấy. Cái này cả nam cả nữ nhá, tức là cả chồng cả vợ đấy, trường hợp như là khó đậu thai này. Chúng ta cứ dùng nó để chúng ta sắc nước uống các bác nhé. Đấy. Cho tốt này. Đấy, dùng cho trường hợp khó có con ấy. Đấy. Nó không những là như thế, nó còn là một vị thuốc bổ nữa các bạn. Là một vị thuốc bổ này nhé. Đấy, là một vị thuốc bổ nữa này. Đấy, còn có tác dụng trị bệnh viêm ruột đại tràng mãn tính ấy. Đấy, viêm ruột đại tràng mãn tính các bác nhá. Đấy, nó rất chi là nhiều tác dụng. Ừ. Cho nên là tôi cũng xin nói với các bác là nó cũng hiếm chứ nó không có sẵn. Đấy, cái dòng này nó không có sẵn đâu. Đấy, lấy được từng này là nghe chừng là cũng nghe vất vả đấy. Đấy. Đấy, để nhìn nhận phân biệt về cái loài cái cây thiên lý hương này thì mời các bác hãy cùng tôi. Đấy. Lăng dây thiên lý hương này. Đây nhá. Mùa này là mùa nó có quả đấy các bác ơi. Đấy, nó có quả nhá. Đây. Ở đây. Tôi lấy cho các bác xem. Đấy. Này, lá này nhá. Đây là bộ phận của mặt dưới của lá, nó có lông tơ các bác nhá. Đây. Lông tơ. Từ cái thân dây đây này nó cũng có lông nhá. Đấy. Bác nhìn rõ không? Có lông tơ. Đây lá nhỏ li ti. Đây lá đều nhỏ như này thôi. Đấy. Lá nhỏ. Nó là thuộc họ dây leo các bác ạ, thuộc họ dây leo nhá. Thuộc họ dây leo. Đây. Mà này đã có quả đây. Đấy. Có quả đây các bác nhá. Đấy. Đây quả đang xanh. Đây quả chín nó đỏ giống như này. Đây. Qua nhìn thấy quả chín này. Đấy. Chín đỏ nha. Đấy. Chín có màu đỏ. Đó. Hiểm đấy chứ. Đây là lông này. Đó, cái lông cơ. Đó. Nó hiếm. Đồng ý là nó không có sẵn nhá. Đấy, về cái loài cây thuốc quý này nó không có sẵn như loại khác đâu ạ. Đấy. Lấy được như này thì nó phải là hết bao nhiêu rồi đấy, nhưng mà nó thuộc họ dây leo mà. Đây, nó thân dây leo đấy. Đấy, thân to con như này thôi. Đấy. Lúc đầu nó là cây nhá. Sau nó lên dây này. Đây, tôi lấy hết ra cho các bác xem. Đấy. Thấy những hàng bó như này, nhưng mà đây là cái thân của nó thôi. Đấy, như này nhé. Đây, lên nó leo tít. Lên nó càng cây cao. Cái này nó ở rừng sâu ấy. Rừng sâu mới có. Không phải đấy đâu. Các bác nhé. Đây. Đây, rừng sâu mới có. Ừ. Xong. Đây nhé. Cách sử dụng thì đây. Nó cũng rất đơn giản. Như cây thuốc khác. Đây, chúng ta băm nhé.
đây, cứ băm lát như này thôi. Đấy, băm lát như này, phơi khô nhé, phơi hoặc sấy khô để chúng ta dùng làm thuốc các bác nhé. Đây, được bao nhiêu ngày được chỉ có như này thôi. Đấy, bó bên kia này, đấy, như thế thôi. Đấy, có mỗi hai bó này. Đó nhé. Cái này phải băm tay hết chứ không dùng máy này. Đó. Đây là về còn cái vấn đề về cái thân cây này này nhé. Đây, cái thân của nó đây. Đấy. Thì có một số các bác là dùng để ngâm rượu nhé. Đấy. Dùng ngâm rượu nó rất chi là thơm, nó có mùi thơm này các bác này. Rất thơm luôn. Đấy, có một số các bác là dùng kết hợp để ngâm rượu. Đấy. Kết hợp với cây mút tần để ngâm rượu. Ừ. Để dùng coi như là hỗ trợ yếu sinh lý đấy. Đấy các bạn. Nhá. Trợ yếu sinh lý. Thế cái giá cả cái thiên lý hương này thì nó đắt. Giá nó cao hơn các loại cây dược liệu khác. Đấy. Nó cao hơn. Đây. Các bác họ là thường dùng cái này để ngâm. Đây, mút tần. Đây. Quên nhắc đến mút tần, nếu có mút tần đấy các bác nhá. Đấy. Mình lại ngâm rượu mút tần này. Đó. Mút tần cũng mới về đây cho các bác nhá, cũng xin thông báo luôn. Cho các bác hiện nay đã có mút tần rồi. Đây, mới lấy về đây. Rất nhiều các bác là tôi hẹn bảo là cứ một tuần gọi lại cho tôi. Hoặc nửa tháng nó mới có, đây hôm nay mới lấy về này. Vì ở nhà là cứ làm chưa kịp khô mới là họ lại đến nhà họ lấy. Thành ra chưa kịp đây. Nay có mút tần cho các bác đây nhá. Đang xin giới thiệu luôn. Nhờ các bác hỏi là có mút tần kia này có rồi. Đây. Có mút tần. Đó. Thiên lý hương. Đấy. Bác đặt suất này mới có đấy. Đấy, mút tần này, thiên lý hương này. Đây, thiên linh kiện nhá. Đây có thiên linh kiện luôn này nhá. Đây, thiên linh kiện này lấy để gửi cho các bác ở trong Lâm Đồng. Ừ, để nhân giống với các bác ở trong Khánh Hòa nhé. Đây có mấy bác đặt cứ lấy như này về trồng nhân giống. Đây. Nó rất là dễ sống các bác nhé. Đấy, về cái thiên linh kiện này cực kỳ là dễ sống. Đây. Đây thì nó có tác dụng chữa trị về chứng bệnh về xương khớp đấy các bác này. Đấy. Chữa trị về xương khớp. Đây, các bác có thể là đây nhá. Đấy cái đợt trước mà tôi có quay ở trong rừng ấy. Đấy. Dùng làm thuốc thì chúng ta dùng từ đây xuống nhé. Còn cái đoạn non ở trên này chúng ta nhân giống. Đây. Từ đây xuống nhá. Đây tôi bẻ luôn cho các bác này. Đấy, thấy chưa? Nó có rằm này nha. Đấy. Thấy chưa? Nó có rằm. Đây. Từ đây chúng ta dùng làm thuốc nhé. Đấy. Đem rửa sạch sẽ này, rửa sạch sẽ băm lát phơi hoặc sấy khô nhé. Đấy, để chúng ta dùng làm thuốc thì bệnh về xương khớp. Đấy. Đây còn cái đoạn này chúng ta để lại trồng. Đơn giản như này thôi. Đây rất đơn giản, các bác chỉ cần ném ra vườn hoặc là trồng tí trong đây thì là nó tự nó sống, và nó sống rất khỏe luôn, đảm bảo với các bác là sống cực kỳ là sống khỏe. Về thiên linh kiện này. Đấy. Mùi thơm sực sụa. Đây mà nó có cái răm răm trong này, cứ bẻ tiếp cho các xem. Đấy. Kìa. Yeah. Đây. Đấy. Rất thơm. Cái này là tôi đang lấy về để gửi cho các bác để trồng nhân giống đây nhé. Trồng nhân giống. Đấy, bảo tồn. Đấy. Truyền thừa là rất chứ là để sống. Các bác lấy về cứ lấy cái đoạn già này này nhé. Cái đoạn già để làm thuốc. Nhớ chưa? Có cái đoạn non như này các bác trồng. Đấy, hoặc là các bác chưa cần thiết thì trồng cả cây như này cũng được. Đấy, trồng cả cây như này nhé. Đó, trồng cây. Chỉ vùi tí ở dưới này thôi. Đây trồng cả cây các bác nhá. Đó, là tiền linh kiện. Tiền sực sụa này. Đây còn mút tần lên nữa các bác này. Đó. Đấy. Này về được mút tần lên nữa này nhá. Đấy. Mút tần đã có cho các bác nhá. Xin giới thiệu. Đây. Mình quay lại đây thiên lý hương. Đây. Các cô là cũng đang băm đây. Cô đang băm đây là. Vơi khô. Chào các bác nhé. Đấy. Bác nào có nhu cầu dùng về cái loại trị cây thuốc thiên lý hương, hoặc là những ai không may mắc chứng bệnh cần đến thiên lý hương là một này. Đó, thiên lý hương là một này.